Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, hôm nay ngày 14 tây tháng 4 2024, ngày chủ nhật cuối tuần hả quý vị. Mến chúc cho tất cả quý vị luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui bên gia đình và người thân của mình sau một tuần làm việc nha quý vị. Do mấy ngày nay vẫn chưa bị hết, bị viêm họng với bị cảm đó quý vị, cho nên nhiều khi tiếng của Hải nói nó còn hơi nhỏ thì mong khán giả mình thông cảm nha, gắng quá cái nó bị đau nữa quý vị. Dạ, thì để mở đầu cho video ngày hôm nay cũng là một cái hình ảnh đẹp của khán giả của FC Xanh Đầu Chuối luôn lan tỏa tích cực mỗi ngày trong các group Hồ Văn Cường fan club đó quý vị, để cho khán giả chúng ta luôn nhìn thấy hình ảnh đẹp của ca sĩ Hồ Văn Cường cũng như luôn đồng hành và ủng hộ cho những cái sản phẩm trên kênh của Cường đó quý vị. Thì đây là một cái hình ảnh được trích trong MV Cung Đàn Thương Nhớ gần đây nhất mà được rất là nhiều khán giả trong nước cũng như là ngoài nước đón nhận. Mà hôm nay thì cô Kim Khoa cũng có chia sẻ trong group đó quý vị, để cho khán giả chúng ta nhìn thấy tối hôm qua thì sau cái sự cạnh tranh trên bảng xếp hạng trending của YouTube thì ca khúc Cung Đàn Thương Nhớ đó quý vị lọt ở top 4, nhưng mà một lát sau thì quay lại top 3. Cho nên cũng là cái thông điệp để cho khán giả mình cùng tập trung ủng hộ mạnh nhất và cao độ nhất trong cái thời điểm này cho cái MV Cung Đàn Thương Nhớ đó quý vị. Không chỉ riêng cô Kim Khoa đâu quý vị, mà cách đây khoảng chừng ít giờ thì cô Violet à cũng chia sẻ một cái hình ảnh rất là đẹp đó quý vị. Hình ảnh của Cường với cái nụ cười và hoa hướng dương, hướng ánh mặt trời đó quý vị. Và hôm nay chủ nhật có một cái sự quyết tâm để tất cả khán giả, tất cả FC Xanh Đọt Chuối trong group cũng như là ngoài group cũng như là khán giả mà đồng hành yêu mến Cường đó, thì hôm nay cái ngày nghỉ đó không có làm gì hết quý vị, thì sạch từ khóa Cung Đàn Thương Nhớ Hồ Văn Cường trên YouTube, trên mọi thiết bị smartphone để chúng ta nghe liên tục và liên tục nha quý vị. Sau đó xóa lịch sử rồi mình xem lại trong ngày hôm nay là một cái ngày cuối tuần mà. Còn laptop thì mình xem trên nhiều trình duyệt để giúp cho cái MV này cán mốc triệu view nhanh nhất có thể nha quý vị, và cũng là cái để giúp cho cái MV có thể trụ được ở bảng xếp hạng top 3 hoặc là tiến sâu hơn vào top 2 đó quý vị. Quan trọng nhất vẫn là những cái lượt chia sẻ của khán giả nữa nè quý vị. Bởi vì khán giả chúng ta mạnh tay chia sẻ cái đường link này vào trong rất là nhiều những cái hội nhóm, những cái bình luận lớn, những cái bình luận ghim của các trang lớn đó quý vị, hay là cho bạn bè trên tường đó, thì giúp cho cái MV nó sẽ có một cái phần đề xuất rất là lâu trên kênh YouTube. Cho nên mong khán giả mình cứ rảnh tay cũng nên chia sẻ và bình luận trong cái MV Cung Đàn Thương Nhớ, ủng hộ cho Cường sớm đạt triệu view và nếu tiến sâu vào trong top cao nữa thì càng tốt nha quý vị. Mong là được như thế ha quý vị. Rồi cái quan trọng nhất bây giờ vẫn là cập nhật để cho khán giả mình xem cái số lượt view hiện tại nha quý vị cho MV Cung Đàn Thương Nhớ. Thì trên cái hình ảnh tất cả cô chú anh chị khán giả mình đang xem đến thời điểm này khi Hải quay clip cũng tầm khoảng hơn 11 giờ trưa rồi quý vị, là có hơn 12.000 cái lượt like yêu thích của khán giả trong MV Cung Đàn Thương Nhớ, và hiện tại thì có hơn 645.000 lượt xem. Còn khoảng chừng 350.000 nữa là cán mốc triệu view đó quý vị. Hiện tại thì vẫn đang nằm trong top 3 trending thịnh hành âm nhạc của YouTube, một cái top phải nói là rất là cao mà được trụ lâu đến như vậy đó quý vị, và có hơn 33.890 cái bình luận của khán giả trong đây. Đây là những cái thành quả, những con số mà phải nói là đặc biệt Cường rất là vui cũng như là FC Xanh Đọt Chuối ai nấy cũng mừng đó quý vị, khi mà cái sản phẩm của Cường mới tung ra được khoảng 7 ngày mà gần triệu view rồi và trụ trong top trending phải nói là lâu nhất trong những cái bài hát từ đó giờ hết quý vị, trụ trong top 3 phải nói rất là lâu đó quý vị. Cho nên hãy mong khán giả mình hôm nay cuối tuần mình cùng cố gắng nữa nha quý vị, tiếp tục một lần nữa tập trung cao độ để ủng hộ cho sản phẩm Cung Đàn Thương Nhớ. Rồi tiếp tục vẫn là cái thông tin show diễn ngày 24 tháng 4 Nhâm Nhi Guitar, đó là show diễn gần nhất của Hồ Văn Cường mà mấy ngày nay thì khán giả cũng rất là vui và bất ngờ đó quý vị. Nên khán giả mình nếu mà ai chưa có vé thì liên hệ trực tiếp bên phía của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có bình luận ghim cho cả cái số điện thoại đó để chúng ta liên hệ, chúng ta book vé dự sự kiện gần nhất là ngày 24 tháng 4. Còn một cái tin vui nữa đó là vào ngày 30 tháng 5 phía nhà Mây cũng chia sẻ một cái sự kiện mới tại nhà hát thanh niên
của số 4 Phạm Ngọc Thạch nè quý vị, vào lúc 8 giờ cho đến 10 giờ 30, và chương trình cũng đã được công bố bán vé mà trên hình ảnh tất cả khán giả mình cũng đang xem. Tiếp tục nha quý vị, show diễn mới của Hồ Văn Cường 30 tháng 5. Vé VIP là 1,5 triệu, vé trung bình là 1,2 triệu, 950, rồi tới 750, thấp nhất là vé 500.000 đồng. Và ở đây cũng có chia sẻ rất là cụ thể cho khán giả mình luôn nha. Đây cũng là địa chỉ nằm ở quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Hãy đưa xuống cái sơ đồ cho quý vị chúng ta cùng xem. Mà nhà hát thanh niên thì hãy nhớ là quý vị cũng đã từng dự 1-2 show đồng hành với Cường rồi phải không quý vị? Bây giờ hãy xem cái bản đồ vé coi khán giả mình có nhanh tay bút vé luôn chưa nha quý vị. Trên hình ảnh thì tất cả khán giả mình đang xem là sơ đồ vé hiện tại đó quý vị. Mặc dù là chỉ mới công bố hôm qua thôi, nhưng mà hôm nay cũng có khán giả đã đặt vé rất là sớm rồi đó quý vị. Còn tận tới tháng 5 lận đó quý vị. Nhưng mà quý vị cũng thấy cái tinh thần của FC, của khán giả, phải nói là tranh thủ hết mức có thể đó quý vị. Đã đặt vé, một số vé quý vị thấy những cái chỗ chấm trắng đó là đã đặt rồi đó quý vị. Cho nên là đây sắp tới là tháng 4 thì mình có sự kiện ngày 24, tháng 5 thì của nhà mây 30 tháng 5, còn tháng 6 thì chúng ta biết là bên phía của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy là ở Đà Lạt nữa hết quý vị. Nói chung là liên tiếp những cái tin vui, những cái sự kiện mới của Cường đang chờ đợi khán giả và FC Xanh Đội Chúa chúng ta ở trước mắt đó quý vị. Rồi hôm nay thì hãy cũng chỉ cập nhật cho khán giả mình về cái thông tin show diễn mới từ phía của nhà mây Sài Gòn ngày 30 tháng 5, cũng như là bữa nay chủ nhật cả nhà mình cùng nhau tập trung đẩy mạnh cho MV Cung Đàn Thương Nhớ có thể cán mốc triệu view nhanh hơn và tiến sâu top hơn hoặc giữ vững cái vị trí đang có. Hãy cũng cảm ơn tất cả khán giả mình đã dành thời gian và xem video đến thời điểm này. Nếu như tất cả khán giả chúng ta có nhu cầu sử dụng nước cốt nhàu cũng như là cốm nhàu, hay là chúng ta giới thiệu cho người thân, cho bạn bè hàng xóm, thì hãy mong rằng tất cả quý vị có thể giới thiệu và chỉ giúp cho Hải qua số điện thoại hotline, số Zalo trên màn hình. Và nước cốt nhàu cũng như là cốm nhàu là đặc trị để mà hỗ trợ và điều trị xua tan những cái cơn đau nhức xương khớp. Một chai như vậy thì có giá là 350.000 trên một sản phẩm. Nếu như mà khán giả mình mua từ 2 sản phẩm trở lên thì hãy sẽ free ship cho tất cả quý vị. Hãy mong được tất cả khán giả chúng ta ủng hộ. Hãy kính chúc cho tất cả quý vị luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cho phép hãy được dừng video tại đây. Nếu như có thông tin nào mới, hãy sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả quý vị. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.